Ấy ơi, cho tớ hỏi, đường vào trái tim ấy đi lối nào thế? Ấy hỏi làm gì? Xa lắm, khó khăn lắm, nhiều người còn không đến được kia kìa. Nhưng cứ nói đi nào. Được rồi, bây giờ thì đi thẳng này, xong ấy sẽ nhìn thấy một cái thành phố tên là Người Quen ấy, đông lắm ấy, nhưng cứ đi thẳng thôi, đơn giản. Nếu đi qua được rồi thì phải đi một tẹo nữa, ấy sẽ thấy một thị trấn tên là Bạn nhá. Lúc này thì chả cần ấy nổi bật tớ cũng nhận ra ấy rồi, nhưng ở đây thời tiết không được đẹp lắm đâu, nên ấy phải đi qua những ngày nắng, mưa, gió, rồi bão. Rồi thì sẽ gặp một cái ngã tư tên là Trái Tim. Đừng do dự nhá, hãy đi thẳng về phía trước. Đến nơi rồi thì ấy sẽ thấy ít người nữa cơ. Đến đấy thì ấy phải biết lắng nghe và đi, không thể đi nhanh vì cái ngã tư này cần nhiều thời gian đấy. Đi qua rồi à, bây giờ đến ngã ba quá khứ, sẽ có nước mắt này, nỗi buồn này, kỷ niệm này, nhiều lắm. Cái này cần ấy tự tin để đi thẳng đến trái tim tớ. Ấy đến nơi rồi à, đi thẳng đi, sẽ thấy một cái cửa cũ lắm, tại vì lâu rồi có ai mở nó ra đâu, nhưng mà sẽ không có chìa khóa đâu đấy. Thế mà cũng nói, làm đứng nghe nãy giờ. Thôi, tớ bỏ đi đây. Ấy đi rồi à, nhưng tớ đã nói hết đâu. Cái cửa ấy chỉ cần kiên nhẫn đợi là nó sẽ mở ra mà. Tại vì ngay từ đầu nó không hề bị khóa nên cũng chẳng cần chìa khóa. Tớ không cần gì cả để gọi một người là người quen. Tớ cần sóng gió để gọi một người là người bạn. Tớ cần thời gian và sự kiên nhẫn cũng như người nói yêu tớ để gọi một người là người yêu.